Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để xác minh tài khoản ASEAN các bạn. Nó đơn giản các bạn ạ. Thì cái thứ nhất ấy thì sau khi mà cái số tiền mà 10 đô này là nó đã được tổng đấy. Đây đây là một cái trang web của mình. Thì sau làm độ tháng thì cũng được 10 đô đó. Thì hôm nay là mình sẽ xác minh một cái xác minh ADSEN mới nhất nhá. Thì phải làm sao? Thì ví dụ như các bạn mà thấy video này hữu ích ấy, với các bạn ấy, thì các bạn cho mình một chia sẻ, một like và một đăng ký. Thì mình bắt đầu làm một cái video nhá. Thì đây, Google cái năm 2020 ấy, thì Google nó sẽ tổng cho các bạn ví dụ như cái trang web của các bạn không biết là nó như thế nào thì nó sẽ tổng cho các bạn 10 đô để xác minh Google AdSense. Thì cái đây là nó sẽ có một cái phần trang chủ AdSense ở đây. Nó sẽ gửi về mail cho các bạn để xác minh như các bạn. Các bạn lưu ý ví dụ như kênh ví dụ như trang web của các bạn mà được bật kiếm tiền ấy mà được duyệt kiếm tiền ấy thì các bạn sử dụng cái trang web đấy mà nó được 10 đô ấy. Bởi vì ASEAN mới ấy. Thì ở đây nó có một cái trang chủ của nó là có 1/2 đây thì các thanh toán của bạn bị tạm giữ và yêu cầu để giải phóng thanh toán đây thì các bạn hãy vào hành động nhé. Trước tiên mình vẫn chưa vào hành động thì mình vào xem thanh toán nhé, vào tích vào phần thanh toán ở đây thì nó đã ở đây nó bảo bắt mình xác minh ngay 10 đô các bạn. Thì ở đây thì trước trước khi các bạn xác minh thì các bạn cài đặt cho mình cái tài khoản thanh toán các bạn nhé. Đây, cái hồ sơ thanh toán các bạn phải chỉnh sửa lại nhé các bạn nhé. Ví dụ như hồ sơ thanh toán thì nó đã có mãi rồi, nó có rồi, đúng không ạ? Thì cái phần quốc gia thì các bạn chọn Việt Nam nhé, loại tài khoản cá nhân nhé. Còn tên và địa chỉ các bạn chỉnh sửa tên và địa chỉ đúng y như chứng minh nhân dân đó, chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe. Thì đây tên và địa chỉ của mình đây thì mình lấy đúng theo chứng minh nhân dân, còn thôn xã chứng minh nhân dân thì nó sẽ không có, mình ở thôn mà. Thì cái đây mình lấy từ cái phiếu BNI tiền điện ra mình ghi vào đó thì nó Google AdSense nó sẽ gửi về cho mình luôn đó. Thì các bạn ghi dòng địa chỉ 2 và dòng địa chỉ 1, mình là thôn Plelok, xã Iake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, thành phố Gia Lai ấy, tỉnh Gia Lai này, thành phố này, Gia Lai này. Thì ở đây là cái mã bưu điện của cái xã Iake của mình. Thì các bạn tìm mà cái mã này nhỉ. Các bạn có thể tìm là Google mã bưu chính quốc gia các bạn. Ở đây thì mình cũng đã tìm rồi. Thì đây thì này nó đã có cái mã xã Iake huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai đây. Thì các bạn sao chép cái mã này vào nhá, thì các bạn dán vào đây nhá. Đó, như vậy là xong. Thì các bạn lưu vào lại. Thì đây, cái thứ nhất là cái thanh toán này, và cái phần thanh toán thì các bạn xác minh nhá. Mà sau khi xác minh thì các bạn có cái phần xác minh đây các bạn tích vào. Cái đây là cái tài liệu chứng minh nhân dân của mình thì mình tải một mặt lên thì nó đã không chấp nhận. Thì bây giờ làm sao phải có hai mặt các bạn. Thì ở đây nó có một cái trang web của Google Cloud đấy. Thì các bạn là đây trang chủ của nó đây các bạn. Mình sẽ bắt đầu trang chủ. Đây cái trang chủ của nó như vậy nha các bạn nhá. Thì các bạn ở đây nó có một cái hình như thế này thì các bạn tích vào cho mình nhá để tải cái ảnh ảnh chứng minh nhân dân lên của các bạn nhé. Các bạn khuyên các bạn chụp hai hai mặt các bạn. Thì đây nó sẽ phân tích cho các bạn. Thì cái đây các bạn cho tôi không phải người máy, các bạn tích vào này
thì nó sẽ quét cho các bạn nhé. Đây là mình số chứng minh nhân dân của mình, thì đây thì là nó quét cho mình là 95%, chắc chắn là 95% là sẽ duyệt rồi đó. Ở đây có nhiều mấy cái mục lắm này, ở đây khu vuông rồi khu chéo này các bạn đó, logo rồi các kiểu các bạn đó. Mình khuyên các bạn không nên cắt ghép chỉnh sửa nhé, chụp nguyên hình như vậy thôi nhé. Đó, logo này, website này và cái chữ, cái chữ part 1, part 2 này các bạn. Đây này, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này này. Đó, là tự do hạnh phúc. Đó, ở đây nó rất nhiều cái thông tin của cái chứng minh của mình. Ngón trỏ trái là các kiểu này các bạn. Thì mình sẽ làm sao mà để được cái này, thì các bạn chỉ cần chụp một cái ảnh, đúng không ạ? Chụp một cái ảnh xong rồi các bạn cho lên trên đây và xác minh các bạn. Đó, thì đây, thì cái phần tải lên này các bạn, các bạn tải ảnh, tải ảnh sau khi các bạn tải ảnh lên nhá, thì các bạn hãy chỉnh sửa cho mình cái tên tên thẻ căn cước đây, thẻ căn cước công dân đây, các bạn sao chép vào Google dịch cho các bạn nhé, các bạn dán vào, thì ở đây nó sẽ một có phần tiếng Anh các bạn, đấy cái phần tiếng Anh này các bạn sao chép và dán vào, và dán vào cái phần phần ảnh mình tải lên các bạn. Đây, cái đây là mình sẽ mở nhé. Đây thì cái phần lúc cái file mình tải lên ấy thì mình đã sao chép cái phần thẻ căn cước công dân này các bạn, thì các bạn tải lên nhé. Đó, nó rất là đơn giản. Thì cái này bạn phải đổi lại các bạn nhé. Trước khi xác minh danh tính thì các bạn phải đổi lại cái này. Đây mình sẽ vào cái phần nhân đôi cái này lên. Và cái phần thanh toán của bạn, thông tin cá nhân, tài khoản thì các bạn phải đổi lại cho chính xác. Đây, cái phần cài đặt ADSEN đây thì các bạn phải đổi lại cho nó chính xác các bạn nhé. Và chỉnh sửa đây các bạn. Các bạn sao chép. Sao chép và dán vào đây. Dán vào nha các bạn nhé. Đây cái thôn và lock thì các bạn cũng sao chép vào các bạn. Shift C. Xong rồi các bạn shift V vào cho mình nhé. Đây ở đây nó đã có rồi, được phụ kiện tỉnh Gia Lai. Và mã số zip. Mã số zip này rất quan trọng, nó sẽ gửi về tận nhà với các bạn luôn đấy. Sao chép các bạn phải ghi rõ cái mã zip này nhá. Nó sẽ gửi tận nhà với các bạn này. Đây, cái mã zip đây. Thì như vậy là đã ok rồi các bạn ạ. Như vậy đã ok rồi. Xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Thì đây mình sẽ sao chép cái thôn Blacklock này luôn. Sao chép cho nó đúng cái địa chỉ chính thống của giấy tiền điện các bạn. Giấy tiền điện nó gửi về tới nơi cho các bạn. Đó, tỉnh Gia Lai, Poly Trucks gì đấy. Số điện thoại đã yêu cầu đấy. Thì các bạn ghi vào. Đấy thì các bạn. Như vậy là mình đã ok rồi. Mình xem xét lại. Đó. Thì các bạn nhận. Ghi chữ gửi nha các bạn nhé. Các bạn phải ghi nhớ. Xác minh tài khoản danh tính là cái phần trên đây. Còn đấy. Khi mà nó đã gửi xong rồi. Thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái phần đã xác minh các bạn. Quá trình này có thể mất vài ngày. Chúng tôi sẽ gửi vào mail thông báo kết quả cho bạn. Nếu chúng tôi không xác minh danh tính của bạn, bạn cần phải gửi lại chứng từ bạn chỉ số lần gửi tới giới hạn. Đấy, nó giới hạn 3 lần các bạn. Nó chỉ sau 3 lần ấy, các bạn sử dụng cái này sau 3 lần. Ngày trước thì mình cũng sử dụng 3 lần thì nó khóa lại các bạn. Cái này, cái tài khoản ASEAN này mình phải bán đi các bạn. Thì các bạn nghiên cứu cho kỹ nha. Đó.
muốn lấy tiền làm ra thì dễ, lấy tiền lúc lấy tiền rất là khó các bạn. Thì các bạn hãy nghiên cứu cho kỹ nhá. Như các bạn mà thấy video này hữu ích ấy, thì các bạn hãy like cho mình một like, hoặc ví dụ như các bạn nào không thấy hay thì hãy dislike cũng được. Đấy, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Đấy. Thì Gmail nó sẽ gửi, nó gửi sau một hồi Gmail nó sẽ gửi về cho các bạn. Đây. Đây này. Đây, bạn cần phải xin để xác minh danh toán từ ADC này các bạn. Đấy. Đấy, và cảm ơn các bạn đã xem video nhé.